cung được ạ. Anh cho team mình chụp một cái nè. Ok rồi anh. Rồi, mình chụp một tấm hình luôn. Chụp riêng. Rồi, cả team ơi nhìn máy à, 2 3. Dạ rồi, ok. Nắng không? Ít bạn cả trăm. Rồi, mình nhìn máy nha. Ok, 2 3. Rồi, chị ơi nhìn máy mày đây cho em với ạ. Đây ạ. Rồi ok. Hơi ngược sáng ấy. Điện thoại ai đây? Chị cầm nãy rồi. Làm mà không chạy khó đi rồi. Sao chị cười thế? Sao chị? Đây ngoài đi. Ngoài ngoài ngoài. Cho anh ngồi chơi, cho anh ngồi chơi. Ok. Anh ngồi chơi, cho anh ngồi chơi. Anh em đừng nói chuyện trường ngay vào. Vâng vâng vâng. Chụp ngang anh Hoàng, ngang hả? Dọc hả? Lên. Đi đi. Rồi cho ra ngoài cái. Rồi lùi mọi người. Cho em chụp cho anh Hoàng các chị ơi. Rồi mọi người lùi cho em với nhá, lùi cho em một chút này. Cho mấy thằng ra đi. Tiếp tiếp các chị gọi nhé.
Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.
when there's no hope, you can still go. I never answer to no.